dày không hạ đường. Con thấy hiện tượng này khó tránh khỏi nếu giữ giới lâu dài. Bản thân con từng bị đau bao tử, hạ đường, huyết áp thấp, nên con vẫn chưa giữ được giới không ăn chiều. Thưa với quý vị là sư vẫn còn bị bao tử và sư vẫn bị huyết áp thấp. Sư có cái hũ thuốc bao tử ở kế bên ấy. Ví dụ như mà chiều nào tối mà nó đau bao tử á, thì sư uống để nó cắt cơn thôi. Trong kinh tạng ấy, rất nhiều những vị sư bị cái vấn đề về bao tử nhiều lắm, nếu vì đọc kinh tạng nhiều lắm. Ngay cả những bậc lớn như là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài cũng bị nè, bị bao tử nè. Và Đức Phật, Ngài cũng bị bao tử. Cho nên cái chuyện mà bị bao tử là cái chuyện, nói cho vui, nó là cái bệnh nghề nghiệp của mấy ông sư. Cho nên ấy, Đức Phật có một số cái quy định liên quan. Ví dụ như thuốc được giữ, ví dụ như thuốc từ củ, từ bột, từ thân cây, một số thuốc được giữ cả đời. Ví dụ như thuốc đau bao tử của sư là sư được giữ cả đời, đau thì uống thôi. Cái thứ hai là có những cái được Đức Phật xem là thuốc mà được giữ trong 7 ngày để nó tránh cái tâm luyến ái, ví dụ như mật ong. Sư thấy chiều á mà mình dùng thuốc là mật ong ấy, nó rất là tốt. Bởi vì nó bổ sung đường và nó cũng hạn chế cái chuyện là đau bao tử. Rồi ngoài ra thì còn có một số, ví dụ như là bơ. Bơ được sử dụng. Bơ cũng được xem là thuốc và được sử dụng trong vòng 7 ngày. Có một thời gian ấy, sư sử dụng bơ để mang tính chất là thuốc để mà nó trị cái bệnh bao tử. Vì biết là sư mua cái hũ bơ. Hũ bơ. Thì một cái hũ như vậy, cái hũ như vậy thì sư có thể sư chia ra làm 2 hoặc làm 4. Thì sư sẽ múc một muỗng, bỏ vào miệng, nuốt trọng. Bởi vì thật sự mà nói bơ mà ăn sống á, cái mùi nó ghê lắm. Nhưng mà thuốc mà, thì nuốt vào như vậy thì nó sẽ làm ấm cái bao tử và nó sẽ bớt đau. Rồi còn được một vị sư thì còn được sử dụng nước trái cây. Có nhiều vị nói hết sức là buồn cười. Buồn cười như thế nào? Vị đó nói đó, các thầy mà ăn chiều á, một cái buổi ăn chiều mà trị giá thì chừng có 12.000 tới 15.000 thôi. Bởi vì ăn chay mà, 12.000, 15.000 thôi. Nhưng mà một cái những vị sư Nam Tông ấy, không có ăn chiều mà uống nước trái cây thì nó còn quá cha. Bởi vì một cái ly nước trái cây tới 20 mấy ngàn. Xin thưa là khi mà nói như vậy á, là một sự so sánh khập khiễng. Khập khiễng ở chỗ nào? Thứ nhất là mình so cái ở nhà với cái ở tiệm. Nước ở tiệm 20 mấy ngàn, chứ nước ở nhà đâu có 20 mấy ngàn. Mà cơm á, là cơm ở nhà, xin lỗi, cơm ở chùa. Cơm ở chùa mới có giá 10 ngàn, 10 mấy ngàn, chứ cơm ở tiệm làm gì có giá 10 ngàn, 10 mấy ngàn. Không tin ra cái tiệm ăn chay coi giá bao nhiêu. Đấy. Cho nên thứ nhất là sự so sánh như vậy là sự so sánh nó không có đồng bộ với nhau. Rồi và một điều nữa đó là gì? Chùa có một đặc điểm đó là gì? Trái cây không có thiếu.
Ủa gì nghĩ là chỉ có cơm không thiếu hả? Trái cây cũng đâu có thiếu đâu. Thiên hạ đem trái cây vô chùa cúng thiếu gì? Rồi những cái trái cây đó ép ra nước. Những cái người mà phục vụ chùa ấy ép ra nước thì chư tăng có thể sử dụng được. Thành ra phải nói là nếu mà nói một cách đúng đắn là trái cây, nước trái cây chư tăng ở chùa nếu mà được dùng thì không có tốn tiền. Cho nên cái kiểu mà so sánh kia, kiểu so sánh nó mang tính chất là phiến diện. Đấy. Thành ra đấy, quý vị thấy là mặc dù không có ăn chiều nhưng mà có một số giải pháp cho những vị bị đau bao tử ha. Ví dụ như là mật ong nè, ví dụ như là bơ nè, ví dụ như là nước trái cây đấy. Riêng cá biệt trong luật ha, những cái vị mà bệnh ý, mà cái bệnh đó là bắt buộc phải ăn. Sư nói hình như là cái thuốc mà sư đang uống nè, là nó phải ăn xong mới được uống ấy, nhưng mà thôi kệ chứ không sao đâu. Thì nó cào quá thì sư kiếm cái nước gì đó sư uống vô bù thôi thôi. Nhưng mà trong một số trường hợp thì vị tu sĩ được phép ăn chiều. Ví dụ như cái bệnh nó nặng hoặc là dùng cái thuốc đó là bắt buộc là phải ăn, thì trong trường hợp đó vị tu sĩ được quyền ăn. Nhưng mà nhớ nha, nhớ nó là một cái ngoại lệ trong trường hợp là anh bị những cái căn bệnh trong một số trường hợp, chứ không phải là mình nói là tại vì tôi bệnh cho nên là tôi ăn rồi cứ như thế là mình cứ ăn suốt thôi. Thì phải cẩn thận, phải hiểu lý do mình giữ giới và phải hiểu lý do mà mình không giữ giới, chứ không phải là mình diện cớ nha. Chứ cái kiểu mà diện cớ thì dễ lắm, nhưng mà mình diện cớ gì thì diện, chứ mình đâu có diện qua được nhân quả. Rồi.